Cũng có khi ta ngửa tay xin từng chén cơm thừa. Thấy cuộc biến dâu nào có ai ngờ, tiền là đầu mối của muôn ngàn tội lỗi, đưa ta đến đỉnh trời quỳ xuống tận bụng nhớ. Thấy mà có ai sáng mắt hay chưa, hay là mở miệng ra là tiền giới nhà bạc. Tuy ngoài miệng thốt ra lời vẫn nghe, nhưng trong thanh tâm vẫn tâm tươi từng bát cơm chứ người bố thí.